kính thưa quý vị và các bạn à, qua kiểu hùng thi giới thiệu các bạn một cái giống cây mai thái mới cây mai thái bông màu vàng loại to nha các bạn rất là đẹp luôn rất là đẹp luôn nha quý vị tình yêu cây mai thái bông màu vàng rất là to các bạn thấy cái bàn tay của mình nè bông nó bự bằng cái chén nó lớn hơn cái chén nó bông rất là to nha và rất là đẹp khi nó nở ra rất là đẹp luôn nha các bạn mua lòng liên hệ với hùng thi ngay số điện thoại là 0918708965 năm cơ sở và kiểu hùng thi mấy cái này ship toàn quốc cho bạn nha thì gia đình của em trồng cây này để bán để trồng xuống đất nha các bạn cây này mình trồng xuống đất thì nó lên cao một vài mét 2 mét được cái tàn nó rất là to bông rất là đẹp rất là sáng luôn thì gia đình Hùng Thi trồng để bán cho quý vị mua cây giống về trồng ví dụ có quý vị có mua vui lòng liên hệ với Hùng Thi ngay và số điện thoại hotline là 0918708995 cây rất là đẹp nha các bạn cây rất to rất khỏe chiều cao trung bình của cây là từ 40 50 60 cm thì quý vị và mới bị thấy là rất là dễ ra bông ví dụ cây này bạn bạn thấy không nó cao chỉ có 4 tắc thôi mà nó đã ra bông như thế này rồi thì các bạn thấy không khi cây này cao 6 tắc thì đã có bông rồi và nói là cái bông rất là đẹp nha các bạn để mình quay cái bông cho các bạn coi thì cái bông này nó vừa tàn nha cái bông này vừa tàn bông nó to lắm to như cái bàn tay mình luôn á và cái bông này rất là đẹp cây mai thái bông màu vàng ví dụ quý vị có mua lòng liên hệ dùng thi số điện thoại 091870895 708 bạn mấy bạn coi này cái cây bông nó rất là đẹp mình quay một cây với các bạn coi ha đây cây mai thái bông màu vàng rất là đẹp và cây bông rất là to ha cái bông nó thể lớn bằng hơn, hơn cái chén mình ăn cơm các bạn, bự hơn cái chén và nhỏ hơn cái tô cái bông rất là đẹp luôn các bạn thấy không và khi cái cây này nó trồng bông nở lên rất là đẹp luôn, cây to rất đẹp luôn và anh bán cái giống các bạn có thấy không vui lòng liên hệ Hùng Thi ngay 0918708995 à, ngụ tại làng Hoa Sa Đéc, thành phố Hoa Sa Đéc, tỉnh đồng Tháp nó rất là đẹp nha các bạn mua vui lòng liên hệ Hùng thiên ngay cây mai thái bông màu vàng giống mới bông rất là to thì mấy đợt trước mình giới thiệu bạn là cây mai Thái bông vàng, cây bông màu vàng mà giống cái bông nhỏ nhưng mà hôm nay là cái cây bông màu vàng rồi giống mới rất là to, rất là đẹp luôn. Rất là đẹp luôn mai Thái bông màu vàng các bạn thấy không? Các bạn cây này trồng lên mà nó nở nguyên một cây thôi thứ gì chưa nổi. Liên hệ ngay với Hùng Thi số điện thoại là 0918708995. Uh, Hùng Thi cung cấp cái này ship toàn quốc cho bạn nha Hiện giờ cái giống Hùng Thi có và Hùng Thi đang bán ra ngoài thị trường chúng ta Ai mua vui lòng liên hệ với Hùng Thi số điện thoại 0918 708 chiều cao cây trung bình từ 40, 50, 60cm một cây giá rất là yêu thương các bạn mua hai cây trở lên mình sẽ xếp nha muốn biết giá vui lòng liên hệ với hùng thi ngay số điện thoại 0918 708 965 cơ sở và kiểu hùng thi ship hoa toàn quốc các bạn liên hệ ngay để chúng tôi nhân viên chúng tôi sẽ tư vấn báo giá các bạn tận tình để chúng ta biết được cách mua hàng như thế nào và xếp hàng như thế nào nha liên hệ với hùng thi 0918 708 965 hoặc là 02773 761973 nha các bạn rất vui cảm ơn các bạn và nhớ đăng ký kênh của mình nha Kênh youtube của mình là Hoa wow, Kiện Hùng Thi Vlog Nhớ đăng ký kênh subscribe và bấm vào nút theo dõi nha Bấm vào chuông Và các bạn chúc các bạn một ngày thật là vui vẻ, thành công và hạnh phúc Cảm ơn các bạn rất nhiều nha